trôi em đừng u sầu, gạt lẽ thương đau nếu chúng ta không còn nhau. Con đường em và anh nguyện đi suốt đời, một khi không còn anh là qua hết rồi, chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh. Và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi, một hạnh phúc mới em hứa cho anh mỉm cười. Cho dù em và ai cùng đi suốt đời thì vẫn như con này cùng em chung lối. Em ngước ra chốn xa xôi anh được yên vui. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Xin lỗi những đêm mùa đông thân ấm ấp trên bàn tay hiền lành. Xin lỗi quán quen phải cùng tôi tạm quên một người. Có tình yêu vượt qua mùa đông cũng chết sau đêm mùa xuân, có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ, có người gieo vào nhau niềm tin tình ấm nồng không thể rời xa, có người đi thật xa chẳng trở về. Xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Anh chào em có thể giới thiệu về bản thân mình không? Dạ em tên là Hồ Đình Quốc Huy, hiện tại em đang học lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Em biết đến trung tâm mình như thế nào? Dạ em biết đến trung tâm mình qua một người bạn của em. Em đã học ở trung tâm từ bao lâu rồi? Dạ em học ở trung tâm từ học kỳ 2 năm ngoái. Vậy lý do gì mà em tìm đến trung tâm? Dạ em tìm đến học ở trung tâm tại vì em muốn cải thiện điểm số ở trên trường của mình. Và sau cái quá trình học thì em thấy điểm số của mình đã cải thiện như thế nào? Dạ sau quá trình học thì em thấy điểm số của em là vượt hơn những gì em mong đợi. Em có thể cụ thể một xíu được không? Dạ ví dụ như là trước em điểm rất là thấp nhưng mà hiện tại thì điểm em cao khoảng tầm từ 8 đến 9. Thì trong cái kỳ thi vừa rồi thì em, trong kỳ thi sắp tới thì em mong muốn sẽ đậu vào trường nào? Dạ hiện tại em có ý định vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngành công nghệ thông tin. Chúc em đi tốt nha. Dạ em cảm ơn.